Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe Peugeot 408 Một mẫu xe Cooper Line SUV 5 chỗ Mẫu xe này anh em mà bắt gặp đi trên đường Thì gần như là anh em không rời mắt được Kiểu dáng xe rất đẹp và nổi bật Hôm nay là những ngày đầu tháng 10 Em xin phép cập nhật cho anh em về chi sách bán hàng của từng phiên bản Peugeot 408 để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm nghiên cứu mẫu xe này cũng như là những mẫu xe nằm trong phân khúc với cái tầm tiền từ khoảng 1 tỷ cho đến 1 tỷ 3 thì anh em tham khảo. Và trên thị trường hiện tại chỉ có duy nhất mẫu xe Peugeot 408 nằm trong phân khúc này và trong tầm tiền này thôi. Và 408 là xe lắp ráp tại Việt Nam nên anh em đang được hỗ trợ 50% lệ phí cho bạn. Và chính sách này chỉ áp dụng trong tháng 10 và tháng 11 nữa thôi, chỉ còn 2 tháng nữa. Chính vì vậy anh em nào đang có nhu cầu mua những mẫu xe lắp ráp thì anh em nên tiến hành sớm để được hỗ trợ và ổn định. Vì nếu anh em mua trong tháng 11 thì gần như là theo kiểu mua chạy thuế, thời điểm đó có thể giá xe sẽ thay đổi đôi chút. Mẫu xe Peugeot 408 có tất cả là 3 phiên bản. Phiên bản thấp nhất đó là phiên bản Allure, phiên bản thứ hai đó là phiên bản Premium và phiên bản thứ ba đó là phiên bản GT. Chính sách bán hàng của hãng xe Peugeot cũng không khác gì chính sách bán hàng của Mazda, Kia, đó là chính sách phân vùng thị trường. Anh em mua xe đăng ký biển ở đâu thì chỉ có showroom ở nơi đó được phép bán cho anh em thôi. Và hiện tại bên em đang có cơ sở Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em. Mời anh em cùng đến với phiên bản đầu tiên, em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em, đó là chiếc 408 phiên bản Onua. Về thông số kỹ thuật thì em xin phép không cập nhật trong video này nữa. Anh em nào thực sự quan tâm thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em gửi cho anh em catalog để anh em tham khảo. Mẫu xe 408 có giá niêm yết là 1 tỷ 019 triệu và đây cũng là giá bán hiện tại cho anh em. Như vậy giá bán cũng không có gì thay đổi cả. Vẫn có cơ chế linh động cho anh em khi mà anh em mua xe tại cơ sở Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh bên em. Và dựa vào giá bán nguyên xe như trên, em xin phép tính lại giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp để anh em nào mới tham khảo anh em thể nắm được. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội, ra biển số sẽ là 1 tỷ 102 triệu và cần trả trước 236 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì bây giờ chỉ còn có 6% thôi vì 408 là xe lắp ráp. Giá xe ra biển số sẽ là 1 tỷ 083 triệu và cần trả trước 216 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 1 tỷ 072 triệu và cần trả trước 206 triệu và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 1 tỷ 092 triệu và cần trả trước 226 triệu. Với số tiền trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa 85% giá trị xe, sẽ tương đương với số tiền là khoảng 866 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 14,2 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Và mời anh em cùng đến với phiên bản thứ hai đó là chiếc 408 phiên bản Premium. Giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 119 triệu và đây cũng là giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 10 này, cũng không có gì thay đổi cả. Dựa vào giá bán này, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp em xin phép cập nhật cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 1 tỷ 208 triệu và cần trả trước 257 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 1 tỷ 189 triệu và cần trả trước 237 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 1 tỷ 177 triệu và cần trả trước 226 triệu và biển thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 197 triệu và cần trả trước 246 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay 85% tương đương với số tiền là khoảng 951 triệu trong thời gian vay 8 năm. Góp lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 15,6 triệu. Và gói vay cũng như là thời gian vay thì tùy nhu cầu của anh em. Anh em muốn vay bao nhiêu cũng được. Trong video em sẽ tính những định mức vay tối đa là để anh em có những số tiền ban đầu thấp nhất và gói vay thời gian dài nhất để anh em trả gốc lãi hàng tháng thấp nhất từ đó anh em có thể cân đối được xem là mình sẽ vay mức vay thời gian bao nhiêu lâu cho phù hợp và phiên bản thứ ba phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc 408 phiên bản GT giá niêm yết của nhà máy là 1 tỷ 269 triệu và đây cũng là giá bán cho anh em tại thời điểm đầu tháng 10 này như vậy chính sách cũng không có gì thay đổi cả nhưng hiện tại bên em vẫn đang có cơ chế linh động cho anh em khi mà anh em mua xe tại cơ sở Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh bên em với giá bán 1 tỷ 269 triệu, giá xe ra biển số làm bánh cùng với những thông tin trả góp. Em xin phép cập nhật cho anh em như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội, ra biển số sẽ là 1 tỷ 367 triệu và cần trả trước 288 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 1 tỷ 348 triệu, cần trả trước 269 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 1 tỷ 335 triệu, cần trả trước 256 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 1 tỷ 354 triệu, cần trả trước 276 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 1 tỷ 078 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Anh em lưu ý, giá xe ra biển số 5 bánh của các phiên bản 408 em cập nhật trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước, anh em có thể xem trên màn hình. Và trong trường hợp anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí nữa, đó là bảo hiểm thân vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói hai khoản này em chưa tính vào giá sẽ ra biển số 5 bánh đô và trong trường hợp anh em mua trả thẳng thì hai khoản này không bắt buộc anh em anh em có nhu cầu thì anh em liên hệ với nhân viên bên em để về làm báo giá <cười> <cười> như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của ba phiên bản Peugeot 408 em cập nhật cho anh em thời điểm đầu tháng 10. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.